Chúng ta đang sống trong một chiều không gian rộng lớn với độ tuổi ước tính khoảng 13,8 tỷ năm tuổi. Chúng ta biết điều này vì ánh sáng nhìn thấy lâu đời nhất mà các nhà khoa học từng quan sát được là vào khoảng thời gian này. Ánh sáng xa nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy trong vũ trụ tạo nên ranh giới của cái mà chúng ta cho là vũ trụ có thể quan sát được. Ngay cả khi vũ trụ đang giãn nở với tốc độ ánh sáng, vũ trụ quan sát được chỉ nên có đường kính tối đa gần 28 tỷ năm ánh sáng, dựa trên tuổi của nó. Chưa hết, với ước tính của các nhà khoa học về dịch chuyển đỏ, có vẻ như vũ trụ quan sát được của chúng ta lớn gấp 3 lần kích thước đó, với đường kính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Những gì nằm ở rìa hoặc thực sự bên ngoài các ranh giới phức tạp của vũ trụ quan sát được này vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng có một thứ thậm chí còn lớn hơn đang ẩn nấp sau bức màn chạng vạng. Nhờ phân tích dịch chuyển đỏ, các nhà khoa học biết rằng một số thiên hà đang lùi ra xa chúng ta với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Mặc dù ánh sáng lâu đời nhất của chúng vẫn đang được phát ra, chỉ mới chiếu tới chúng ta. Nhưng giờ đây, chúng ta biết rằng những thiên hà này đã biến mất trên đường chân trời vũ trụ và những phần này của không gian sẽ không bao giờ đến được nữa. Nhưng làm thế nào để các điều này có thể diễn ra? Tại sao vũ trụ lại giãn nở nhanh hơn tốc độ ánh sáng? Tại sao các thiên hà xa xôi lại lùi ra xa chúng ta ngay từ đầu? Và hơn thế nữa, tại sao chúng ta lại tăng tốc khi vượt quá vận tốc ánh sáng? Tại sao rất nhiều sự thật về vật lý thiên văn dường như bị thách thức khi chúng ta bắt đầu nhìn về phía rìa của khoảng không? Cái gọi là vũ trụ quan sát được là một vùng hình cầu độc lập với cấu trúc của toàn bộ vũ trụ, chứa tất cả ánh sáng và vật chất mà chúng ta có thể quan sát được ở đây trên trái đất. Vũ trụ quan sát được đã trở thành đồng nghĩa với nghiên cứu của chúng ta về vũ trụ, nhưng mọi điểm trong không gian đều có vũ trụ tùy ý quan sát được của riêng nó. Như vậy, có một rào cản. Một khi đã vượt qua, mọi thứ không còn nhìn thấy được ở bất kỳ điểm cụ thể nào nữa. Vì ánh sáng không có đủ thời gian để chiếu tới khu vực đó, ranh giới này được gọi là đường chân trời sự kiện. Vũ trụ quan sát được của chúng ta phát triển với tốc độ ánh sáng, do đó bất kỳ sự bất thường nào biến mất trên đường chân trời vũ trụ, theo giả thuyết, cần phải di chuyển nhanh hơn ánh sáng để thoát khỏi tầm nhìn của chúng ta. Điều này lẽ ra là không thể theo thuyết tương đối hẹp, nhưng đây chính xác là điều mà ước tính có tới 96,4% tất cả thiên hà của chúng ta từng quan sát đã làm được. Ánh sáng đến với chúng ta hiện nay về cơ bản là chiếu sáng hình 3 chiều của thiên hà. Mặc dù một luồng photon có thể nhìn thấy liên tục là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong hàng tỷ năm tới, nhưng những thiên hà đang được đề cập đến đó hiện không thể tiếp cận được với chúng ta bằng bất kỳ phương pháp di chuyển đã biết nào, theo thuyết tương đối đặc biệt. Nhưng ánh sáng cũ hơn của chúng sẽ đóng vai trò như một kiểu phát lại quá khứ. Nhìn về phía rìa của vũ trụ quan sát được để tìm ánh sáng sớm này thực sự rất hữu ích cho chúng ta ở đây, trên trái đất, cung cấp một tấm kính trong suốt về quá khứ xa xôi của vũ trụ chúng ta. Điều này không chỉ giúp chúng ta xác định tuổi ước tính của chúng, mà còn có thể ghép nối vòng đời của chúng bằng cách nhìn lại các giai đoạn phát triển khác nhau của chúng. Chúng ta thường thấy các lỗ đen xoáy khí trên các đĩa bồi tụ của chúng để tạo thành các chuẩn tinh trong thời kỳ đầu tiên của ánh sáng lịch sử. Chúng ta cũng thấy các thiên hà trẻ và một vũ trụ nói chung không ổn định và khó đoán hơn nhiều quan sát của chúng ta. Vũ trụ quan sát được của chúng ta ước tính có đường kính 93 tỷ năm ánh sáng. Nhưng những vật thể xa nhất mà chúng ta từng quan sát được trước đường chân trời vũ trụ dường như nằm ở khoảng 46 tỷ năm ánh sáng trong khoảng không. Vậy tại sao lại thế này? Tại sao chúng ta vẫn còn câu hỏi chưa được trả lời này? Làm thế nào vũ trụ quan sát được là có thể lớn hơn tuổi vũ trụ nhân với khoảng cách mà ánh sáng di chuyển bên trong? Đây là một ý tưởng khó khăn để xem xét khi nhìn lên các vì sao trong thiên hà của chúng ta luôn có một độ trễ nhất quán, không bao giờ thay đổi. Ánh sáng được phát ra từ ngôi sao láng giềng Proxima Centauri, mất khoảng 4 năm để đến được với chúng ta, và đó là một khoảng thời gian trễ nhất quán không thay đổi. Nhưng với quan sát ngoài thiên hà, không có độ trễ nhất quán, vũ trụ của chúng ta đang mở rộng với các tốc độ khác nhau dựa trên những gì nó đã trải qua. Vật chất, neutrino, bức xạ, v.v. và chúng ta cũng đang di chuyển trong không gian. Như vậy, ánh sáng phát ra từ một vật thể từng ở rất gần với chúng ta đã đối mặt với một hành tinh xuyên thiên hà, xuyên qua không gian này, ngày càng mở rộng, để đến trước mắt chúng ta khoảng 13 tỷ năm sau. Hiện tại các nhà khoa học ước tính rằng thiên hà và nhiều thiên thể khác ở rìa vũ trụ quan sát được cách xa tới 46 tỷ năm ánh sáng, và ánh sáng của chúng sẽ không bao giờ có thể chiếu tới chúng ta lúc này
vì đã vượt qua ranh giới của tốc độ ánh sáng và tuổi của vũ trụ không hợp tác nữa. Vượt ra rào cản này, vũ trụ trở nên bị ngắt kết nối nhân quả với vũ trụ quan sát được. Nói cách khác, được phân đoạn tách rời, bị phân mảnh và bị chia cắt. Điều này giải thích tại sao Mars 0649 JD, một thiên hà từng giữ kỷ lục xa nhất mà chúng ta quan sát được ở khoảng cách 13,3 tỷ năm ánh sáng, dường như rất trẻ và nhỏ so với tuổi của nó. Theo giả thuyết, nó hình thành rất sớm sau khi vũ trụ được tạo ra, vài trăm triệu năm sau vụ nổ lớn. Nhưng ánh sáng mà nó phát ra đã trải qua một hành tinh vô cùng to lớn giữa các thiên hà. Hiện tượng quan sát được này về tốc độ giãn nở, tăng lên, có thể có, nghĩa là có thể có tới 2.000 tỷ thiên hà để chúng ta quan sát trong tương lai. Trái ngược với con số vượt quá vài trăm tỷ mà chúng ta từng tin. Trong tương lai, vũ trụ quan sát được của chúng ta dự kiến sẽ phát triển và tầm nhìn của chúng ta dự kiến sẽ mở rộng. Nhưng hãy nhớ rằng, có sự khác biệt rõ ràng giữa vũ trụ có thể quan sát được và vũ trụ mà chúng ta gọi là vũ trụ có thể tiếp cận. Vũ trụ có thể tiếp cận là những gì bạn mong đợi, khu vực phía trước, đường chân trời vũ trụ, nơi chúng ta vẫn có thể tiếp cận các vị sao xa xôi và có lẽ các vật thể dưới thiên hà nếu có đủ thời gian. Ngoài đường chân trời vũ trụ, không ai thực sự biết điều gì nằm bên ngoài nó. Chúng ta không biết điều gì thực sự xảy ra với các thiên hà khi chúng đi qua. Trong khi các nhà khoa học cho rằng nó giống như nhiều ngôi sao, thiên hà, hành tinh và lỗ đen, nhưng chúng ta không biết liệu có thứ gì vượt ra ngoài không, và đó cũng chỉ là một khoảng trống lớn hay một cạnh vật lý, nhưng có khả năng là nhiều trường hợp tương tự tồn tại bên ngoài ranh giới. Và nếu bạn nghĩ rằng vũ trụ có thể quan sát được trải dài 93 tỷ năm ánh sáng là rộng lớn, thì vùng đất không người sẽ thổi bay tâm trí bạn. Với 93 tỷ năm ánh sáng, vũ trụ quan sát được dường như có kích thước lớn gần như không thể hiểu được. Nhưng sau đó, bạn nhận ra rằng toàn bộ phạm vi của nó thậm chí hầu như không chạm đến bề mặt vũ trụ bị cô lập hoàn toàn bên ngoài rào cản. Mặc dù chúng ta không bao giờ biết chắc chắn, nhưng rất có khả năng là khoảng mở rộng bên ngoài đường chân trời vũ trụ có thể lớn hơn hàng trăm, hàng nghìn hoặc thậm chí hàng triệu lần so với vũ trụ quan sát được. Nhưng câu hỏi là làm thế nào vũ trụ không nên là bất cứ nơi nào gần rộng lớn như thế này? Trên thực tế cho đến nay, khi nó gần đi được nửa chặng đường của cuộc đời, chúng ta nghĩ rằng nó thậm chí có thể đã bắt đầu chậm lại trong quá trình mở rộng. Tốc độ giãn nở ước tính hiện tại của vũ trụ khoảng 68 km trên giây trên megaparsec. Đây cũng không phải là một hình cầu mở rộng đều. Đây là không gian trống rỗng được kéo dài theo mọi hướng, nhờ vào các lực tự nhiên chưa biết. Mặc dù vũ trụ giãn nở với tốc độ 68 km một giây, nhưng tốc độ này là trên mỗi megaparsec. Megaparsec là đơn vị khoảng cách tương đương với khoảng 3,26 triệu năm ánh sáng. Vì vậy, cứ sau 3,26 triệu năm ánh sáng di chuyển xa chúng ta, vũ trụ dường như giãn nở càng nhanh. Ví dụ, chỉ cách trái đất hơn 6 triệu năm ánh sáng, vũ trụ đang giãn nở với tốc độ khoảng 204 km trên giây so với vũ trụ chúng ta. Ở khoảng cách giữa các thiên hà, tốc độ suy thoái đạt đến vận tốc cực cao, cuối cùng đạt đến khoảng cách mà nó thay thế tốc độ ánh sáng. Tất nhiên, các định luật của thuyết tương đối hẹp nói rằng không gì có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Nhưng thuyết tương đối đặc biệt là một miền cục bộ. Ngay hiện tại, bạn không thể đích thân nhảy lên tàu vũ trụ và di chuyển nhanh hơn ánh sáng. Nhưng khi so sánh và đối chiếu khoảng cách giữa các thiên hà với nhau, hạn chế này trở nên ít rõ ràng hơn rất nhiều. Bản thân số liệu không bị loại trừ, nhưng đó chỉ là tốc độ rõ ràng của các thiên hà lùi dần. Chúng ta vẫn chưa hiểu tại sao bản thân không gian lại giãn nở nhanh hơn ánh sáng, hoặc tại sao vũ trụ lại lớn hơn nhiều so với kích thước dự kiến đến mức không thể tưởng tượng được. Chính nhờ các thiên hà đang lùi dần mà câu hỏi này đã được đặt ra vào năm 1998, và nó đã thôi thúc nhóm tìm kiếm siêu tân tinh 2G, trong đó có 3 thành viên đã giành được giải Nobel nghiên cứu vấn đề này. Họ kết luận rằng vũ trụ đã trải qua phần lớn sự tăng trưởng không mong muốn trong nửa sau vòng đời của nó. Trước đó, sự giãn nở của vũ trụ thực sự được cho là đang chậm lại so với lực hấp dẫn của các vật thể lớn từ bên trong. Trước một giai đoạn trong sự sống của vũ trụ được gọi là kỷ nguyên năng lượng tối thống trị, bắt đầu khoảng 6 tỷ năm trước. Năng lượng tối là một khái niệm hấp dẫn mà chúng ta biết rất ít. Có thể bạn nghe nói về thuật ngữ năng lượng tối và vật chất tối được sử dụng đồng nghĩa. Nhưng trong khi vật chất tối là một dạng vật chất có thể cấu thành một loại hạt nào đó chưa được khám phá, năng lượng tối là một dạng năng lượng chưa biết tồn tại bên trong những vùng rộng lớn, trống rộng của vũ trụ. Với thuyết tương đối rộng, sự giãn nở có gia tốc của vũ trụ có thể được giải thích bằng một giá trị dương trong hằng số vũ trụ. Một phương trình do Albert Einstein đề xuất để xác định mật độ năng lượng của không gian.
sự hiện diện tích cực này cũng có thể được mô tả là năng lượng chân không, theo thuật ngữ được biết đến nhiều hơn là năng lượng tối. Mặc dù chúng ta chưa bao giờ quan sát thấy nó, nhưng chúng ta đã thấy ánh sáng bị biến dạng bởi hiện tượng thấu kính hấp dẫn trong những khu vực dường như trống rỗng. Điều này cho thấy rằng năng lượng tối dường như không tương tác với vật chất baryon thông thường mà chúng ta biết, và chỉ dường như bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn. Năng lượng tối thậm chí có thể không phải là một sự hiện diện vật lý tự nó, và chỉ có thể là một tài sản của sự trống rỗng của vũ trụ. Nhưng nếu không đạt được điều đó, nó được cho là có tính đồng nhất cao và có mật độ thấp. Năng lượng tối được chứng minh bằng nhu cầu về một loại năng lượng bổ sung, không phải là vật chất hoặc vật chất tối, vì vũ trụ dường như đã mở rộng nhiều hơn trong nửa sau của vòng đời của nó. Về cơ bản, phải có điều gì đó thúc đẩy quá trình mở rộng nhanh hơn ánh sáng này. Các mẫu sóng mật độ khối lượng lớn cũng cho thấy sự tin cậy về sự tồn tại của năng lượng tối, nhưng điều đó không nói lên điều gì về lý do tại sao nó tồn tại, tại sao nó lại đẩy không gian ra xa nhau, tại sao nó di chuyển nhanh hơn ánh sáng, tại sao nó chỉ hiện diện trong bóng tối. Chúng ta chỉ biết các phương trình toán học cho phép chúng ta đoán bản chất của nó, nhưng giả sử các mô hình vũ trụ học hiện tại là chính xác, năng lượng tối được ước tính chiếm tới 2/3 hoặc toàn bộ năng lượng trong vũ trụ có thể quan sát được, bất kể phần còn lại của nó. Bây giờ, hãy so sánh con số đó với 27% vật chất tối và chỉ 5% vật chất mà chúng ta biết và hiểu. Đặt những câu hỏi ám ảnh sang một bên, nếu năng lượng tối đa đang thúc đẩy sự giãn nở mạnh mẽ của vũ trụ vượt qua tốc độ ánh sáng, thì nó lớn đến mức nào? Không chỉ vũ trụ quan sát được mà cả vũ trụ tổng thể. Có rất nhiều lý thuyết và ý tưởng trái ngược nhau, cũng như một loạt các giá trị ước tính ngoài kia. Một giả thuyết thực sự mâu thuẫn với ý tưởng về một vũ trụ lớn hơn không thể quan sát được, nói rằng vũ trụ có thể chỉ có đường kính khoảng 78 tỷ năm ánh sáng. Nance Cornish và cộng sự đã công bố bài báo nói rằng vũ trụ thực sự có thể chỉ bằng 98,5% phạm vi dự kiến của bản đồ bức xạ nền vi sóng vũ trụ. Nhưng thử nghiệm của ông trên CMB không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về ranh giới hữu hạn như khoảng cách đó. Thậm chí sau đó, một số người vẫn tin rằng vũ trụ quan sát được có thể có kích thước tổng thể hoặc thậm chí lớn hơn toàn bộ vũ trụ. Tại sao chúng ta nhìn thấy các thiên hà vượt qua kích thước ước tính? Người ta đã lập luận rằng đây có thể là những phản ánh. Nếu vũ trụ tự uốn cong, thì theo giả thuyết, các photon có thể quay quanh với lực hấp dẫn ở rìa vũ trụ. Và với hàng trăm tỷ thiên hà xa xôi trong vũ trụ có thể quan sát được, chúng ta sẽ không có cách nào ghép một thiên hà với một hình ảnh phản chiếu có thể có và không có cách nào để biết liệu chúng ta có tìm thấy một thiên hà đích thực hay không. Nói như vậy, có nhiều dòng bằng chứng mâu thuẫn với những lý thuyết này hơn là chứng minh chúng. Các ước tính khác nằm trong khoảng từ 156 tỷ năm ánh sáng đến 180 năm ánh sáng được suy luận không chính xác từ con số 78 tỷ bị hiểu sai thành bán kính chứ không phải là đường kính. Một phương pháp thử nghiệm khắc khe hơn là sẽ đo độ cong dương và âm của cái mà chúng ta tin là vũ trụ phẳng trong không gian. Đây chỉ là mục đích của khảo sát bầu trời kỹ thuật số Sloan và vệ tinh Planck, đồng thời kết luận rằng không có độ cong xác định từ không gian khảo sát. Vũ trụ quan sát được của chúng ta có thể nhỏ bằng 0,25% bán kính của toàn bộ vũ trụ, không phát hiện thấy độ cong có ý nghĩa nào và do đó sẽ cần một diện tích lớn hơn rất nhiều cho một đường cong dự kiến như vậy. Điều này tương đương với bán kính đáng kinh ngạc là 23.000 tỷ năm ánh sáng có khối lượng lớn hơn khoảng 15 triệu lần so với toàn bộ phạm vi vũ trụ quan sát được của chúng ta. Điều đáng sợ là ước tính này thực sự có thể khá bi quan, kích thước thực có thể lớn hơn đáng kể so với bán kính, thậm chí 2-3 nghìn tỷ năm ánh sáng. Nếu chúng ta đi hết con số ước tính, chúng ta sẽ đi đến thuyết vũ trụ vô tận. Với kích thước tuyệt đối khác biệt và bí ẩn xung quanh năng lượng tối, một số người tin rằng toàn bộ vũ trụ không thể quan sát được có thể thực sự là vô tận. Xét cho cùng, nếu nó đang mở rộng, thì cái gì ở bên ngoài độc lập? Thật khó để tin rằng, đơn giản là không có gì bên ngoài một ranh giới tùy ý. Và nếu Big Bang thực sự xảy ra khắp mọi nơi, thì tại sao nó không thể là vô tận? Khi các con số tăng lên và ước tính ngày càng lớn hơn, ngày càng có nhiều người áp dụng lý thuyết rằng vũ trụ bên ngoài những gì chúng ta có thể quan sát có thể thực sự tồn tại mãi mãi. Dù sao đi nữa, sự giãn nở của vũ trụ chỉ là một khái niệm khó nắm bắt. Về mặt kỹ thuật, vũ trụ không mở rộng thành bất cứ thứ gì. Và về mặt kỹ thuật, không có khoảng trống nào ở bên ngoài là cần thiết để bên trong phát triển. Nó thực sự làm tê liệt tâm trí chúng ta, không gian là không thể tin được. Và nó có thể đang ẩn chứa những đặc tính kỳ lạ, tuyệt vời,
và thậm chí thách thức vật lý hơn nữa trong bóng tối của nó. Với hơn 96% thiên hà mà chúng ta hiện có thể quan sát thấy đã biến mất trên đường chân trời vũ trụ, số phận tương tự đang chờ đợi đại đa số tương lai xa. Nhờ có vật chất tối và khoảng thời gian sau lạm phát vũ trụ, tất cả thiên hà từ vị trí của chúng ta chắc chắn sẽ bị hút về phía chúng ta hoặc băng qua đường chân trời vũ trụ và biến mất mãi mãi. Không có điểm trung gian, với sự bao la của vũ trụ, thật khó khi nghĩ rằng, ngay cả khi chúng ta phát triển thành công việc du hành gần với tốc độ ánh sáng, chúng ta có thể hy vọng đi được xa nhất sẽ là các thiên hà nhỏ xa xôi của nhóm địa phương. Lạm phát vũ trụ là một sự kiện buộc vũ trụ từ một kích thước cực nhỏ thành một buồng vũ trụ khổng lồ đang giãn nở mà nó trở thành như ngày nay. Và cùng với nó, hầu hết vật chất đã vượt ra ngoài tầm với của chúng ta. Lực hấp dẫn đã giúp đưa các thiên hà như Andromeda và phần còn lại của nhóm địa phương trở thành tầm tay của chúng ta. Nhưng sự thật thì chính là như vậy. Mọi thứ đã thoát khỏi nanh vuốt của chúng ta và do đó, theo thời gian, sẽ vượt qua chân trời vũ trụ và trở nên ngắt kết nối nhân quả và trở nên không thể truy cập được mãi mãi. Nhóm địa phương là túi hoặc phân khúc của chúng ta và do đó, lực hấp dẫn của tất cả các vật thể cuối cùng sẽ hút các vật thể Messier gần đó lại với nhau thành một thiên hà siêu elip lớn có tên là Micromeda. Nếu loài người có thể duy trì sự hiện diện và khả năng quan sát bầu trời trong hàng tỷ năm sau thời điểm này, thì cuối cùng chúng ta sẽ thấy vũ trụ quan sát được mở rộng 1/3 đến khoảng 62 tỷ năm ánh sáng để lộ ra 2.000 tỷ thiên hà khác để quan sát từ xa. Nhưng ngay sau đó, các rơ le quang tử của các thiên hà bị bỏ qua sẽ bắt đầu bị dịch chuyển đỏ hoàn toàn vào phổ sóng Vipa và sóng vô tuyến biến mất khỏi tầm nhìn. Điều này tương tự như những gì chúng ta tin là xảy ra tại chân trời sự kiện của lỗ đen và bức màn bóng tối và hư vô sắp tới bao phủ một vũ trụ có thể nhìn thấy gồm hàng nghìn tỷ thiên hà từ bên ngoài vào bên trong là một suy nghĩ đáng lo ngại, ít nhất phải nói là như vậy. Cuối cùng, toàn bộ vũ trụ quan sát được sẽ dần biến mất khỏi tầm nhìn. Cuối cùng, chỉ còn lại Micromeda, giới hạn mọi thứ trong nhóm địa phương bởi lực hấp dẫn và loại trừ mọi thứ khác. Theo quan điểm của các nhà khoa học, dù sao đi nữa chúng ta sẽ giảm xuống còn 1.000 tỷ ngôi sao cuối cùng. Khi thiên hà của chúng ta hoàn toàn bị bỏ lại một mình, thì nó có thể trở nên phù hợp hơn, nhiều với sự sống thông minh. Hầu hết các mối nguy hiểm của vũ trụ sơ khai khiến nó trở thành một nơi khắc nghiệt như vậy sẽ giảm bớt khi mật độ không gian thấp hơn. Có nghĩa là tất cả hàng tỷ hành tinh có thể ở được còn lại trong Micromeda sẽ có cơ hội tốt hơn nhiều để tạo ra sự sống thông minh. Nhưng vào thời điểm bất kỳ loại nền văn minh nào xuất hiện sẽ không có thiên hà hay bất cứ thứ gì khác ngoài thiên hà của chúng ta trong tầm nhìn. Họ sẽ không bao giờ có thể quan sát các thiên hà xa xôi và sẽ không bao giờ có thể tìm hiểu nhiều về vũ trụ như chúng ta đã có. Có lẽ họ sẽ thực hành niềm tin về thuyết vũ trụ đảo, một niềm tin ban đầu đối với Andromeda khi nó được phát hiện lần đầu tiên. Không gian sẽ đơn giản trở thành một thứ dừng lại ở rìa của thiên hà và họ sẽ không bao giờ biết rằng thiên hà đó là một trong dải rộng hàng nghìn tỷ. Ngay cả khi họ cố gắng tăng tốc vào nơi không xác định với tốc độ ánh sáng, họ sẽ không bao giờ tìm thấy bất cứ thứ gì trong bóng tối. Họ sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy các ngôi sao xa xôi, thiên hà, siêu quần tinh, lỗ đen, Casa. Tất cả sẽ là quá muộn và họ sẽ không bao giờ biết những gì họ đã bỏ lỡ. Do đó, dường như chúng ta tồn tại vào thời điểm hoàn hảo để quan sát, nghiên cứu và hiểu biết về vũ trụ. Chúng ta đã cố gắng phát triển một sự hiểu biết sâu sắc mà không nền văn minh nào trong tương lai xa có thể đạt được. Tuy nhiên, đối với tất cả những gì chúng ta đưa ra giả thuyết về những gì nằm bên ngoài vũ trụ quan sát được, ảo ảnh về sự đơn độc của thiên hà trong tương lai, khiến bạn tự hỏi, chúng ta có thể đã bỏ lỡ điều gì? Điều gì có thể ở phía bên kia của chân trời vũ trụ ngay bây giờ? Chúng ta còn có thể học được bao nhiêu nữa nếu chúng ta có thể nhìn xa hơn?